Kính thưa chủ tọa đoàn cùng toàn thể quý đồng nghiệp, trước tiên thì cho tôi xin dành lời chân thành, xin bật bài báo lên. Cho tôi dành lời chân thành cảm ơn Ban tổ chức Hội Hô hấp Việt Nam đã gửi lời mời cũng như đặt hàng với tôi một bài trình bày, đó là quản lý đái tháo đường ở bệnh nhân COPD. Và trong khuôn khổ bài trình bày của tôi sẽ đưa ra hai vấn đề về cái bệnh đồng mắc là COPD và đái tháo đường. Và rất cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Thủy. Bác sĩ Thủy đã đưa ra các vấn đề quan ngại của đợt cấp của COPD. Và với cái đích trong điều trị đái tháo đường thì chúng ta cũng cần phải dự phòng các vấn đề của đợt cấp COPD cũng như phải quản lý các vấn đề liên quan đến tình trạng đái tháo đường. Vâng, thì với tình trạng đái tháo đường thì chúng ta sẽ gặp như thế nào? Với bệnh lý COPD chúng ta cũng có gặp như thế nào? Thì như chúng ta đã biết đúng không? Trong cả ngày hôm nay, cả ngày mai chúng ta sẽ nghe rất nhiều các vấn đề về bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính. Đây là đến thời điểm này khi chúng ta ngồi đây 2020 thì đây là một trong bốn bệnh hàng đầu và có thể lên hàng thứ ba gây tỷ lệ tử vong. Và trên 3 triệu người có vấn đề liên quan đến tử vong vì COPD. Và những cái liên quan đến vấn đề tử vong, gánh nặng của COPD đã được dự báo gia tăng trong năm tiếp theo. Và như chúng ta đã biết, chúng tôi đến từ bệnh viện lão khoa, là nơi có rất nhiều các cái bệnh lý đồng mắc, thường thì những người cao tuổi. Trong bài trình bày của bác sĩ Thủy, bác sĩ nói Jackson trên 2 đã là quan ngại các cái gia tăng của các cái bệnh đợt cấp của COPD. Nhưng với những người nằm ở trong lão khoa thì Jackson của chúng tôi thường là trên 3, trên 5. Và điển hình có những người là 15 bệnh đồng mắc trong cùng một thời điểm. Và cho đến nay, cho đến thập niên chúng ta ngồi đây thì tỷ lệ bệnh đồng mắc của những người Việt Nam nó là 5,6 bệnh. Và đái tháo đường và COPD nó là những cái bệnh mà gặp rất là nhiều. Và hầu hết bệnh nhân thì chúng ta liên quan đến tỷ lệ tử vong, liên quan đến các bệnh lý đồng mắc, chứ không phải đa phần chỉ tử vong do một vấn đề của COPD hay một đái tháo đường. Và đái tháo đường là một cái bệnh lý khá là thường gặp. Như chúng ta đã biết ở bên tay phải màn hình của các quý đồng nghiệp thì COPD nó sẽ liên quan đến rất nhiều các vấn đề, như của đặc thù của người cao tuổi đó là loãng xương, các vấn đề teo cơ, các cái vấn đề liên quan đến tình trạng dinh dưỡng. Và đái tháo đường cũng như bệnh lý tim mạch mà tí nữa chúng ta sẽ nghe tiến sĩ Đạt sẽ trình bày về vấn đề của bệnh lý tim mạch. Của tôi nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, đó là đái tháo đường. Nhưng các vấn đề tim mạch, loãng xương, đái tháo đường, tất cả các cái vấn đề nó làm gia tăng các cái bệnh cảnh và làm nặng lên, không phải là chỉ 1 cộng 1 bằng 2. Đúng không? Giống như trẻ sinh đôi, với những bà mẹ trẻ sinh đôi thì không phải là chăm gấp đôi mà có thể chăm gấp 3, gấp 4. Và với những tỷ lệ đồng mắc của đái tháo đường cộng thêm vấn đề tuổi cao và cao tuổi, nó sẽ gia tăng các vấn đề khó khăn trong vấn đề COPD và đái tháo đường. Tại sao như vậy? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Các vấn đề liên quan đến tỷ lệ đồng mắc thì chúng ta sẽ nhìn thấy đa phần nó làm gia tăng các tỷ lệ nhập viện, các cái biến cố của bệnh lý tim mạch cũng như gia tăng các tỷ lệ nhập viện do suy tim. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở giữa, tôi không hiểu tại sao là cái bút chỉ khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái vấn đề liên quan đến các trục ở giữa, đúng không? Vấn đề của các bệnh lý COPD, các vấn đề của bệnh lý tim mạch, các vấn đề đồng mắc, khi nếu như tụ ở giữa thì nguy cơ nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Còn đa phần thì các vòng tròn nó có thể đan chéo nhau và gia tăng các cái biến cố bất lợi, bao gồm là gia tăng các tiến triển của đợt cấp của COPD, gia tăng tỷ lệ nặng lên của các vấn đề đường máu và gia tăng các tỷ lệ nhập viện, bao gồm có cả tử vong và các biến cố liên quan đến nhập viện và tử vong. Mà chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái đường mà gia tăng lên vấn đề của dưới cùng là bệnh nhân không có COPD, trên tiếp là bệnh nhân có COPD và trên cùng là các vấn đề liên quan đến đợt cấp của COPD. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy gia tăng tỷ lệ liên quan đến đái tháo đường ở trục tung và những trục hoành thì liên quan đến các cái vấn đề của biến cố của COPD và chúng ta sẽ gặp lên rất là nhiều. Và chúng ta sẽ nhìn từ bệnh nhân không có bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính đến chục bệnh nhân có bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính, tiếp theo là các cái đợt cấp và các nguy cơ gia tăng hoàn toàn có ý nghĩa thống kê, đó là gia tăng tỷ lệ viêm phổi, gia tăng tỷ lệ nhập viện ICU, gia tăng tỷ lệ tử vong cũng như cái thời gian nhập viện của bệnh nhân gia tăng. Như vậy chúng ta sẽ làm thế nào với một lý bệnh đồng mắc? Chúng ta vừa quản lý vấn đề của bệnh đồng mắc, chúng ta quản lý của COPD, chúng ta cũng quản lý của đái tháo đường. Và chính vì vậy làm thế nào để cho bệnh nhân thoát khỏi vòng xoắn bệnh lý? Vì nhà đến viện, viện về nhà, ICU là rất gần, rất trong tầm tay của những cái bệnh nhân vừa có đái tháo đường, vừa có COPD. Và chính vì vậy, đúng không? Đơn hàng của Hội Hô hấp chúng tôi làm thế nào chúng ta sẽ quản lý đái tháo đường. Và trên những bệnh cảnh của quản lý đái tháo đường, chúng ta vẫn phải bảo tồn và làm giảm thiểu đi các đợt cấp của bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính. Vậy tại sao nó lại gia tăng, đúng không? Vấn đề tiếp theo đưa ra các vấn đề với những bệnh đái tháo đường, các nguy cơ gia tăng liên quan đến hệ thống miễn dịch, và chúng ta sẽ nhìn thấy các vấn đề liên quan đến hệ thống miễn dịch như là vấn đề của COPD và hen, do các cái tổn thương, đúng không? Các cái bệnh lý và các cái nhiễm khuẩn mà tôi sẽ trình bày ngay ở những slide dưới đây, đó là các cái bệnh phổi của đái tháo đường, nó làm giảm các cái tần suất, các cái chức năng hô hấp, đúng không? Làm giảm các cái cung lượng phổi,
Và tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy nó liên quan đến các hệ thống của thần kinh tự động, liên quan đến các hệ thống của thần kinh tự miễn. Nó làm giảm các cái thông khí, làm giảm các cái độ mức lọc thanh thải và chung kết đi đến bệnh nhân là các cái vấn đề của cái phổi, bệnh lý trên trình hệ đái tháo đường. Nó là vấn đề của đồng mắc, bởi vì có những cái vấn đề viêm nhiễm khuẩn, đúng không? Bao gồm như bác sĩ Thủy đã trình bày, chúng ta nhìn thấy các cái vấn đề của các hemophilus influenza, của staphylococcus, đúng không? Của trực khuẩn mổ xanh, và chúng ta cũng nhìn thấy staphylococcus aureus và tất cả các vấn đề đấy nó cũng có thể đồng hành ở những bệnh nhân đái tháo đường. Nó làm gia tăng tỷ lệ nhiễm khuẩn. Nhưng tuy nhiên có những cái viêm nhiễm nó không liên quan đến nhiễm khuẩn, liên quan đến hệ thống anti-lectin, toàn bộ các cái viêm nhiễm của phổi liên quan đến tình trạng COPD và đái tháo đường. Vậy những tác dụng bất lợi của đường huyết nó làm đẩy nhanh lên các vấn đề của nhiễm khuẩn, nó làm gia tăng đến các tình trạng viêm, đúng không? Tồn tại trên vấn đề viêm. Và tại sao bác sĩ Thủy cũng đưa ra khuyến cáo lấy CRP ở đái tháo đường, chúng tôi cũng thế. Khi đái tháo đường với hsCRP đã tăng rất là sớm ngay từ bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường và kèm theo đái đường có COPD thì hsCRP nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vòng xoắn bệnh lý đi từ COPD, các vấn đề của viêm nhiễm, đúng không? Chưa kể cả những đợt cấp, bệnh nhân có các nguy cơ sử dụng các cái corticoid rất là nhiều và nó làm khởi phát những cái đái tháo đường còn tiềm ẩn chưa rõ hoặc làm gia tăng các nguy cơ, vì ngoài ra đái tháo đường thì bệnh nhân còn có tuổi. Mới vấn đề của những người trên 65 tuổi thì nguy cơ đường huyết tăng cao rất là nhiều, trên 60 thì cứ 10 người thì có 6 người có vấn đề liên quan đến vấn đề của đường huyết. 2 người đái tháo đường đã được chẩn đoán, 2 người đái tháo đường chưa được chẩn đoán và 2 người là đái tháo đường nhưng còn tiềm ẩn, đúng không? Còn ở tình trạng rối loạn dung nạp gluco và kèm theo các cái bệnh đồng mắc. Như vậy nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý, đúng không? Và các cái gia tăng tương tác tăng cái tác động của đường huyết nó làm gia tăng liên quan COPD. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên tay phải, bên tay trái của tôi, bên tay trái của quý đồng nghiệp, còn là bên tay phải của tôi thì chúng ta thấy kiểm soát đường máu kém. Nếu như kiểm soát đường máu kém nó làm gia tăng các cái dịch, đúng không? Các đường máu ở các cái dịch của khoảng kẽ của hô hấp, nó làm suy giảm của hệ thống miễn dịch, nó làm giảm đi, đúng không, các cái hệ vi khuẩn thì hiện có mà bác sĩ Thủy đã trình bày rất là rõ nên tôi sẽ không nhắc lại. Bởi vì làm sao? Nó làm biến đổi các hệ vi khuẩn trí của tại đường hô hấp, nó làm cho dễ các cái xâm nhập và làm cho dễ các nguy cơ nhiễm bệnh hơn và thay đổi các cái vấn đề của nhu mô phổi của khoảng kẽ và gia tăng đến vấn đề sơ phổi, và nó làm gia tăng khởi phát của các đợt cấp của bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính. Vậy làm sao chúng ta cắt được vòng xoắn bệnh lý này? Thì chúng ta cần kiểm soát tốt cả vấn đề đường máu và kiểm soát tốt cả vấn đề của bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính. Và như chúng ta đã thấy, đúng không, với những hệ thống miễn dịch, khi đường máu của bệnh nhân lên trên 15 mmol trên lít thì hệ thống miễn dịch sẽ suy giảm, nó sẽ giảm các chức năng thực bào, giảm các cái nguy cơ để nhận diện các cái vi khuẩn cũng như tế bào, hệ thống tế bào T và tế bào B. Chính vì vậy nó làm gia tăng các nguy cơ nhiễm khuẩn, cộng thêm cái tình trạng rối loạn chuyển hóa của những bệnh nhân trên có đái tháo đường thì nó làm gia tăng các tỷ lệ đồng mắc, tuổi cái gia tăng, các yếu tố viêm gia tăng. Và chính vì thế chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mô hình của một bệnh phổi trên hội chứng chuyển hóa, mà tí xíu nữa chúng ta sẽ nhìn thấy mô hình của một bệnh phổi trên các bệnh lý tim mạch do bác sĩ Đạt trình bày. Thì chúng ta nhìn thấy, đúng không, họ giảm hoạt động thể lực liên quan đến bản chất nội tại của bệnh nhân COPD và đái tháo đường, đúng không? Đái tháo đường thì chúng ta cần tập luyện, COPD đôi khi trong những đợt cấp thì chúng ta lại không tập được. Các cái viêm nhiễm chủ yếu liên quan đến hệ thống cytokine từ anti-lectin 1, B, 6 và đến 12. Có những nghiên cứu mà tôi đã chạy khi tôi còn làm nghiên cứu sinh, tôi chạy 12 anti-lectin từ 1 đến 12, cả TNF, alpha, kiều tố hoại tử u gia tăng hết, đúng không? Gia tăng hết. Và nó nằm ở trong cái khoảng giữa của tôi, đúng không? Khoảng bên cạnh là động, xong bác sĩ Đạt rồi tôi sẽ không động nữa. Vì đó là chuyển hóa, béo phì gia tăng và chúng ta nhìn thấy cái phổi đó là một cái phổi bệnh lý gia tăng các yếu tố của nguy cơ. Và chính vì vậy các tiến trình nó làm gia tăng các đợt viêm nhiễm ở bên tay phải đó, và bên tay trái, đúng không, chúng ta thấy COPD và bên tay phải của đái tháo đường thì các cấu trúc của phổi thay đổi. Như tôi đã nói, vấn đề đường máu tác động xấu đến vấn đề của COPD và ngược lại, COPD cũng tác động xấu đến các vấn đề chuyển hóa. Các cái liều cao của corticoid nó làm tiềm ẩn dẫn đến và gia tăng các nguy cơ khởi phát cũng như xuất hiện rõ đái tháo đường, và ngược lại đái tháo đường nó cũng làm gia tăng vấn đề khởi phát của các bệnh lý của COPD, đúng không? Và chính vì vậy luôn luôn là vòng xoắn, giống như đưa bệnh nhân từ nhà đến viện, từ viện về nhà với các cái bệnh lý đồng mắc rồi thuốc. Trong quá trình điều trị, chúng tôi đến từ bệnh viện lão khoa thì chúng ta không tách rời vấn đề COPD với điều trị đái tháo đường, cũng như ngược lại không tách rời vấn đề điều trị đái tháo đường với COPD, bởi vì chúng ta đấy là một cơ thể bệnh. Chúng ta điều trị con người, chúng ta không điều trị bệnh, không điều trị riêng bệnh đái tháo đường, không điều trị riêng bệnh COPD, mà chúng ta phải nằm trong tổng thể. Bệnh nhân có nhiễm trùng hay không? Yếu tố viêm của bệnh nhân như thế nào? Cơ địa của bệnh nhân hay sao? Có tình trạng sắc cô hay không? Có tình trạng sử dụng nhiều thuốc hay không? Có tình trạng đa bệnh lý hay không? Có tương tác giữa thuốc với thuốc, có tương tác giữa thuốc với bệnh và tương tác giữa bệnh với thuốc hay không? Tất cả phải tính đến. Lão khoa chúng tôi là rất tỉ mẩn,
dùng cân tiểu ly rất là nhiều trong những trường hợp như vậy để đặt ra các vấn đề giải quyết cho bệnh nhân. Và chính vì vậy, trong quá trình điều trị thì chúng ta cân đến cả vấn đề điều trị không dùng thuốc và vấn đề điều trị dùng thuốc sẽ là quá mơ hồ nếu mà tôi lại đi nói về điều trị của COPD. Và nếu sẽ là quá sâu nếu tôi nói về vấn đề điều trị đái đường, xin phép đưa ra các nguyên tắc điều trị. Thứ nhất, chúng ta cần giáo dục và tự quản lý cả bệnh đái đường và COPD, hoạt động thể lực cân đối cho cả bệnh nhân đái đường và COPD, tập các cái phục hồi của chức năng hô hấp, tập luyện chăm sóc giảm nhẹ trong những chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời, hỗ trợ dinh dưỡng, có các liệu pháp tiêm phòng và các liệu pháp oxy cho phù hợp cho bệnh nhân. Và cũng được khuyến cáo cách đây 2 tuần là hội nghị nội tiết của Việt Nam. Ở đây tôi cũng nói và trình bày về vấn đề nên khuyến cáo tiêm phòng, đặc biệt cái tiêm phòng cúm cho những bệnh nhân có bệnh mạng tính như đái tháo đường, COPD, các bệnh lý của tim mạch. Thì khuyến cáo tiêm phòng cúm cũng như tiêm phòng phế cầu là một trong những khuyến cáo đã đưa được vào khuyến cáo của Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, Hội Đái tháo đường Thế giới cũng như đồng thuận của EASD là chúng ta sẽ khuyến cáo để làm giảm các tỷ lệ bệnh tật cũng như làm gia tăng các tỷ lệ nặng lên và tử vong của các bệnh nhân đái tháo đường, của bệnh nhân COPD và các bệnh lý đồng mắc, và được khuyến cáo nằm trong khuyến cáo của Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ. Và cũng trong đái đường Hoa Kỳ thì với nội tiết đái đường Việt Nam thì chúng tôi lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng ta xem bệnh nhân có khả năng chi trả như thế nào, nguyện vọng của bệnh nhân làm sao, kỳ vọng sống như thế nào. Chúng ta biết đái đường và COPD luôn luôn là những bệnh đồng mắc, đúng không? Tuổi thọ càng cao, thực hiện các kế hoạch nào, khả năng chi trả, và nên có master plan với những kế hoạch cụ thể. Đích đái tháo đường ra làm sao, đích COPD nào, đích các bệnh lý khác, thì tôi nghĩ có thể sẽ có cả các vấn đề của bệnh lý tim mạch. Thì ra các quy định chung để đưa ra các kế hoạch hợp lý và xem xét các lựa chọn các phương pháp phù hợp. Các cái thuốc đái tháo đường nó sẽ làm không làm gia tăng tình trạng nặng lên hay là nó có thể giảm thiểu đi các bệnh lý cấp cũng như gia tăng các tiến triển đợt cấp của COPD. Và ngược lại, khi các thuốc điều trị CD nó cũng không làm gia tăng các cái tiến triển xấu đi của đái tháo đường. Và chụp bên tay phải của tôi cũng như bên tay trái của đồng nghiệp thì nó liên quan đến thời gian mắc bệnh, kỳ vọng sống, các nguy cơ của bệnh nhân. Nếu như trục chuyển sang bên tay phải của tôi, tức là bên tay trái của quý đồng nghiệp, thì các đích được siết chặt hơn, tức HbA1c sẽ dưới 7, đường máu sẽ xung quanh 7 và đường máu sau ăn sẽ xung quanh 10. Nhưng nếu trục chuyển sang bên tay trái của tôi cũng như tay phải của quý đồng nghiệp thì sẽ nới lỏng, HbA1c có thể nới lên 7,5 hoặc đến 8. Bệnh nhân có khả năng nhận thức hay không, có tự quản lý các vấn đề sử dụng thuốc của mình hay không, tất cả được đặt lên trên bàn cân và nới lỏng để đưa ra các đích điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Và những cái thuốc điều trị thì trên tất cả các hướng dẫn điều trị là metformin, và metformin cũng được chứng minh là không làm gia tăng các đợt cấp của COPD. Các thuốc hạng 2 thì liên quan đến sulfonylurea, ức chế DB4, động vật thụ thể SGLT2 và có thể có insulin. Thì empagliflozin nó thuộc nằm trong các nhóm của ức chế thụ thể SGLT2 mà sẽ có cái nghiên cứu tôi đã chứng minh, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó làm giảm đi các cái tỷ lệ liên quan đến tử vong tim mạch, tỷ lệ nhập viện do suy tim, đúng không? Các vấn đề của tử vong chung cuộc và tất cả các vấn đề của các biến cố chính. Cũng như các cái nghiên cứu sau, nó có chỉ ra nó không làm gia tăng các đợt cấp của COPD. Vì chúng ta sẽ nhìn thấy tử vong tim mạch, xuất nhập viện do suy tim, COPD, đúng không? Và nông COPD ở cột thứ tư. Thì chúng ta thấy trục nó sẽ thiên về những cái bệnh nhân đã sử dụng nhóm ức chế thụ thể SGLT2 hay là empagliflozin, thì nó làm không làm gia tăng đợt cấp cũng như nó ổn định ở trong COPD giai đoạn ổn định và không làm gia tăng các tiến triển của các đợt cấp của COPD đã được minh chứng. Và chính vì vậy, những cái nghiên cứu tổng thể đặt đăng trên BMJ thì chúng ta sẽ nhìn thấy với kinh điển cohort là sulfonylurea, một thuốc đã được điều trị như glipizide ví dụ, thì chúng ta có thể so sánh ức chế thụ thể ức chế DB4, ức chế SGLT2 và đồng vận cụ thể GLP-1, đấy là những cái thuốc mà chúng tôi đã sử dụng trong 2 thập niên lại đây đã có thị trường Việt Nam và là một trong những thuốc mới điều trị đái tháo đường, thì giúp cho bệnh nhân kiểm soát được tốt hơn. Tuy nhiên thì các cái minh chứng thì chúng ta đã thấy ở giữa, chúng ta thấy ức chế DB4 khi được kết hợp với cả metformin và sulfonylurea thì an toàn, nó không làm gia tăng các đợt cấp. Ở bên tay trái và bên tay phải thì chúng ta thấy đồng vận cụ thể GLP-1 cũng như ức chế SGLT2 thì nó không làm gia tăng các cái đợt cấp, nhưng tuy nhiên đúng không, còn làm giảm đi các cái đợt tiến triển của đợt cấp COPD trên đái tháo đường. Vậy chúng ta sẽ có thêm các cái vũ khí để chúng ta điều trị, đúng không? Chúng ta sẽ có các vũ khí để chúng ta cân nhắc nếu như bệnh nhân có đồng mắc đó là đái tháo đường và COPD thì nên ưu tiên lựa chọn, đặc biệt những trên những bệnh nhân có biến cố tim mạch, có bệnh tim mạch hiện hữu thì chúng ta sẽ cân nhắc ức chế thụ thể SGLT2 cũng như đồng vận thụ thể GLP-1. Và một vài slide cuối cùng, tôi đưa ra một ca lâm sàng minh họa, không phải là một giảng về ca lâm sàng, nhưng đây là một minh chứng một bệnh nhân đái tháo đường mới được chẩn đoán 6 tháng. Bệnh nhân có thừa cân, béo phì, 62 tuổi, phù hợp với độ tuổi của lão khoa, có tăng huyết áp, có tiền sử có bệnh lý tim mạch, và bệnh nhân đang được dùng quản lý huyết áp, quản lý của vấn đề tim mạch, đúng không? Bệnh nhân có dùng salbutamol dạng xịt.
Metformin là thuốc kinh điển, đúng không? Dùng 2 gram một ngày và được kết hợp thêm empagliflozin vì bệnh nhân có thừa cân, béo phì và bệnh nhân có các tiền sử của tim mạch, đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng, đây là hai thuốc. Bệnh nhân cũng khá là khá ổn định trong vòng 6 tháng cho đến 1 ngày, đúng không? Sau đó tôi sẽ tiếp tục kể. BMI 27 thừa cân, HbA1c xung quanh khoảng độ 7.5, tức là chưa đạt được cái đích như mong muốn vì bệnh nhân còn kỳ vọng sống còn tốt thì đích muốn đạt xuống đến 7 chấm. Chúng ta thấy các cái mức lọc cầu thận và bi lăng mỡ máu của bệnh nhân. Thì 4 tháng sau, bệnh nhân đến khám vì một cái đợt cấp, đúng không? Cho nên vào cấp cứu vì khó thở và có tức ngực, đúng không? Khó thở và tức ngực. Bệnh nhân có COPD đợt trước đó là giai đoạn ổn định, đợt này vào vì đợt cấp. Thông điệp của tôi ở đây là đợt cấp, đúng không? Bệnh nhân vẫn được duy trì các cái thuốc để kiểm soát huyết áp, kiểm soát đái tháo đường cũng như kiểm soát đợt cấp của COPD. Thì các 2 tuần trên khám thì khi được kết hợp với empagliflozin, đúng không? Ức chế cơ thể thì HbA1c của bệnh nhân đã xuống đến 6.7%. Các bi lăng lipid đã ổn định, mức lọc cầu thận ở trong giới hạn của ổn định. Vậy các cái thăm khám lâm sàng thì bệnh nhân thấy có khó thở các nhịp nhanh và khó thở khó khè. Và đây là một đợt vượng bệnh lên. Đương nhiên chỉ định của kháng sinh là theo bác sĩ Thủy đã gợi ý, tôi sẽ không bàn luận. Nhưng chúng ta biết đây là đợt vượng bệnh lên của COPD. Vậy trong quá trình quản lý chúng ta phải tuyển đái tháo đường ổn định, COPD một cách ổn định. Bên là khó thở có co kéo hô hấp, có đợt cấp và SQ2 khoảng 96%, bệnh nhân được chụp X quang phổi và thấy được xử trí như đợt cấp của COPD. Tôi sẽ không lấn sân của các nhà hô hấp nữa. Nhưng tuy nhiên chúng tôi sau khi các hội chẩn chúng tôi có các điều trị cho bệnh nhân để giải quyết các vấn đề đợt cấp. Đây là các cái xét nghiệm của bệnh nhân và đây là các cái đích điều trị, đúng không? Các cái đích điều trị. Tôi đưa ra các cái đích thông thường theo các khuyến cáo của Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam ban hành vào 30 tháng 12 năm 2020 cũng như đồng thuận với cả Hội Nội tiết Đái tháo đường Hoa Kỳ và châu Âu. Thì đây là các cái đích giống như HbA1c có thể dưới 7. Nếu như bệnh nhân có nguy cơ rất là cao, một tí nữa bác sĩ Đạt sẽ trình bày, thì LDL phải xuống dưới 1.5. Còn nếu nguy cơ từ cao vừa là 1.8 và nguy cơ trung bình là 2.6. Mức lọc cầu thận được kiểm soát và tôi sẽ tiếp tục bệnh nhân qua được các cái đợt cấp. Vậy chúng ta thấy các triệu chứng của bệnh nhân là đợt cấp của COPD. Để giải quyết thì bệnh nhân sử dụng các thuốc hít của salbutamol, sử dụng corticoid tương tự như phác đồ của các phác đồ của Gold 2019 mà bác sĩ Thủy cũng đã trình bày, các xét nghiệm cấy đệm vân vân để cho bệnh nhân thoát khỏi đợt cấp và sẽ xét nghiệm thêm có proBNP xem bệnh có các vấn đề của tim mạch. Tuy nhiên rất may mắn bệnh nhân proBNP không tăng và chức năng thất trái của bệnh nhân còn khá là tốt, như vậy bệnh nhân đã không có tình trạng suy tim cho đợt này mà chủ yếu là đợt cấp của COPD. Vâng, chỉ một vài slide nói về bệnh nhân. Tuy nhiên thông điệp của tôi ở đây là gì? Đó là các bệnh nhân sẽ được chẩn đoán đái tháo đường. Cần cân nhắc các việc quản lý bệnh nhân đa yếu tố, đa nguy cơ với những bệnh nhân đái tháo đường. Và đái tháo đường có nguy cơ các mắc bệnh tim mạch rất là cao. Nên trong quá trình điều trị, chúng ta cân nhắc đến các vấn đề đồng mắc, kiểm soát COPD để tránh tiến triển của các cái cơn cấp, cũng như là kiểm soát đái tháo đường. Và nếu như các thuốc làm giảm đi các yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân, làm giảm được cân nặng của bệnh nhân để giảm các nguy cơ chuyển hóa của bệnh nhân thì chúng ta nên kết hợp. Việc thứ ba, nguy cơ tim mạch có thể được giảm thiểu thông qua các cái lối sống, huyết áp cũng như việc bổ sung các cái thuốc nó có thể làm giảm nguy cơ tim mạch. Và ức chế thụ thể SGLT2 cũng như đồng vận thụ thể GLP1 nó là minh chứng giảm các cái biến cố cũng như giảm các cái tỷ lệ tử vong do vấn đề tim mạch, đúng không? Và nên có thể kết hợp với metformin. Và khuyến cáo sử dụng corticoid, đúng không? Đối với chúng tôi thì ngừng sớm nhất có thể, ngừng sớm nhất có thể để không làm các biến thiên đường máu. Nhưng tuy nhiên tôi chỉ nói là sớm nhất có thể khi được phép chứ không phải là ngay lập tức để cắt đi của bệnh nhân, để đảm bảo các vấn đề của giải quyết vấn đề của bệnh COPD cũng như vấn đề của đái tháo đường. Vậy chúng ta sẽ tiêu. Và một thông điệp cuối cùng trước khi tôi dừng bài trình bày của tôi, đó là COPD nó là một trong những bệnh tình trạng đa bệnh lý. Đái tháo đường cũng tương tự như vậy. Và bệnh lý đi kèm với quá trình lão hóa, đái tháo đường và COPD. Nên bệnh nhân bao gồm đa bệnh lý và không thể nào tách biệt các triệu chứng của COPD trên nền một bệnh nhân đái tháo đường và ngược lại đái tháo đường trên bệnh nhân COPD để điều trị. Nên chúng ta cần có những cách điều trị cá thể hóa, đích điều trị nhắm đến các cái bệnh đồng mắc. Ví dụ như trong trường hợp chỉ có COPD và đái tháo đường thì kiểm soát đái tháo đường và kiểm soát COPD, đích nhắm tới tránh hạn chế tiến triển các đợt cấp, đúng không? Sử dụng các thuốc và sử dụng các thuốc để kiểm soát vấn đề bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính thì tránh làm gia tăng các cái biến thiên đường máu của bệnh nhân cũng như giảm đi các cái biến cố tim mạch của bệnh nhân. Vâng ạ, song với thời gian ít ỏi của ban tổ chức cho tôi thì thông điệp chính đó là đái tháo đường COPD là các bệnh lý đồng mắc và thường có tương tác với nhau nên chúng ta không thể tách biệt, và đích để điều trị thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng COPD theo phác đồ cũng như đái tháo đường thì nên sử dụng các khuyến cáo để giảm đi các đợt cấp của COPD, kiểm soát tốt của đái tháo đường và hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Phần trình bày của tôi đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của chủ tọa đoàn đồng chí Đức.